Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Hiện tại thì mình đang có mặt tại bản Suối Rầm. Hôm trước thì anh em cùng với bà con đúng là một hôm trời mưa, đổ bê tông xong cái phần sân thượng lưu rồi các bác ạ. Hôm nay thì anh em sẽ dỡ cốt pha chỗ xung quanh cái cầu phía trên và cái chỗ gờ chắn bánh ấy, để anh em ghép cốt pha và để nếu mà kịp thì mai thì anh em sẽ bắt đầu tiến hành đổ cái tường cánh. Sáng nay thì anh em cũng lên từ rất là sớm, thế nhưng mà từ hôm trước đến hôm qua thì trời bắt đầu cứ mưa suốt này. Bây giờ lại mưa đây này, các bác nhìn những cái giọt nước, giọt mưa nó rơi ở trên bề mặt ruộng đây này. Bên này là hai bà đang nhặt cái này để đi đốt à bà? Ô, chị bao hà lù xúa à? Ồ. Đấy, các bà cụ chắc cũng phải đến 70-80 tuổi rồi. Chắc phải hơn 80 tuổi rồi đấy. Các bà là chỉ biết tiếng Mông thôi các bác ạ. Không biết tiếng phổ thông đâu. Tầm tuổi này thì trên bản là khó lắm. Hôm nay thì anh em từ sớm cũng huy động bà con, thế nhưng mà mưa quá không làm được. Bây giờ là buổi chiều rồi, hơn 1 giờ chiều rồi. Nếu mà huy động ở trên này thì phải huy động từ sáng hôm trước, xong mà hôm sau tối hôm trước, sáng hôm sau thì bà con lên tập trung thì mới triển khai được, chứ tầm giờ này thì mà huy động thì rất là khó kiếm được người luôn. Mà con đi làm nương hết. Giai đoạn này thì đang bước vào vụ mùa nữa. Đi bừa này, xong là đi gieo mạ này. Đây bên này đang có một đám mây đen kéo tới đây này. Lác đác vài hạt mưa to rồi, nhưng mà anh em vẫn cứ cố gắng lên làm cái dỡ cái cốt pha này trước đã. Hy vọng là thời tiết ổn định. Anh Ninh thì sáng nay cũng lên nhưng mà không làm được, với lại cả bên gia đình thì ở dưới quê thì có người đi đám hiếu ấy, ba phải đi đám hiếu, chắc là 1-2 hôm nữa mình lên với anh em được. Đây sang bên này xem cái sân thượng lưu hôm trước vừa đổ xong đây, khá là dày rồi, dày bằng cái đáy cống kia. Đấy, may là hôm đấy đổ là mưa không to lắm. Này, nhìn những cái trên bề mặt đây này, lác đác những cái dấu vết của mưa đấy. Nó không được nhẵn. Ok, lên mái đấy. Ô, mưa to xuống rồi. Anh em ơi. Anh em đổ được 2-3 hôm rồi đấy. Bây giờ dỡ là thoải mái rồi. Vâng. Thank you.
Sao chú? Cho nó lên à? Hả? Vâng. Từ cái gờ chân bánh bên phải này sang bên trái này là rộng 3,5 m. Giờ anh em đổ gờ chắn bánh là mỗi bên là 20 phân. Thì trong lòng này là còn 3 m nha các bác. Khá là rộng đấy. Này xe đi thoải mái, tractor đi thoải mái. Đấy, đừng đẩy chứ. Bay xuống theo nó đấy. Hạ luôn các bạn. Hạ luôn. Ờ, lấy cây này ra trước, cái gì cho vào đằng kia luôn. Thế sao mà? Cái thước đấy á? Thước đấy làm được bao nhiêu công trình rồi đấy? Cái này lên tốt 3 m, 3,1 m cơ mà. Không có ở chỗ tại nó được. Có cái kìm đâu nhỉ? Kìm đâu nhỉ? Đang cắt đấy à?
lấy cái này ra đó chú Tư ơi. Lấy cái thang này ra đã để đẩy cái này đi ra đã. Thang. Đây đây, cái này. Sạc cầy mới nổi. Này tháo cột pha ra mình ở trên bề mặt cầu này mới thấy rộng này các bác này. Cái này là cái chiều cao của cái gờ chắn bánh này là 20-22 này các bác. Dày 20-22. Đấy. Xuống thôi. Chú Tư ơi. Ôi giời sao chú ngoan thế. Cho cháu xin cái thang với. Anh ơi, cho em xin cái thang đi xuống. Phải đánh con bọ vào rồi, gõ con bọ vào hụ cái. Nguy hiểm lắm quá. Đóng thêm cái nữa đi. Hốt lắm. Đấy cái có cái bọ ở chân anh ấy. Để tí nữa mình ghép cốt pha cho vào cái chỗ tường kè bên kia. Lấy xà cầy. Cái này cũng được nhưng mà xà cầy nó nhanh hơn. Sạc cây vứt đâu nhỉ? Cái đinh em các anh cho vào cái xô bé bé kia nhá, không nhổ lung tung tí nữa trẻ con nó đi dẫm vào là xe hỏng xăm đấy. Thôi. Không là chân mình đạp dẫm phải là đinh nó gãy đấy. Nó chực đấy, nó có mấy người sắm được một chút, hay lượng sắm. Làm dây mà.
Đây 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 đi, chú. Đây. Đây. Đấy. Nó có đi. Nước đi. Nặng phết đi nhá. Dài rồi. Dài nhỉ. Có chứ. Không, bên kia có thấp thôi. Để con chui vào để cho xuống dưới một tí. Dưới đi. Đấy, thế thôi. Đây. Ok. Cái mất đấy. Ôi giời, vẫn dài một tí nhỉ. Cắt đi. Hả? Vừa đã gói cắt đâu, chưa ở trên nhà rồi. Tớ một trong này nó dưới dạng và chưa lo. Chưa đi. Đúng rồi. Cho trong cái cây trống kia chứ. Đây này, tấm này vừa này anh. Vâng, ngắn tí rồi. Được, cho thêm quả đá vào. Tí cho quả đá vào đây đi. Gõ cái đinh. Đoạn này một tấm nữa, đoạn một tấm nữa đi. Ôi, đóng kinh năm luôn. Này, cũng gõ gật nó đi, mai đổ dính vào người. Chắc chưa? Chắc rồi. Lấy thêm một nồi. Sao nó cũng nhường nhau nhỉ? Hả? Cắt bớt đi nhá. Cho nó xuống tầm này này. Đúng thế này à? Ừ đấy. Đấy. Để khỏi chân nó trôi. Đây là cái chưa đấy đi. Đấy. Cái đấy cắt đi một tí nữa. Ngắn để ngắn. Xem nó đúng cái này với cái kia đi. Đứng rồi đấy. Cho nó xuống tầm này này. Cả cái này này.
Chuyển đá là một người phải đứng ở chỗ này để đưa đá nhé. Còn bữa là đẩy sang bên này. Có hả? Bác, một phần ngang à? Bên trong kia kéo đi, các sếp ơi. Để ca, để ca. Tao phải ốp thêm tấm ván vào đây nữa. Thôi, để ca ơi. Bắt đi rồi. Nhưng không thể chào.
sao chị nữa? Không ra giữa đi quên ơi. Giữa. Đấy, đi rồi. Vừa nay có cái tấm ván ngắn đâu nhỉ? Chú Tư cầm cái tấm ván ngắn sang để đâu nhỉ? Đấy vào. Qua nó không thẳng thôi.